Xin chào các bạn. Chờ tất cả mọi người, các bạn vào đông đông thì Trương sẽ giới thiệu bộ sưu tập chim và cây của Trương và cá koi hôm nay cho các bạn xem nhé. Hôm nay thì một buổi sáng cuối tuần, trời thời tiết ở Hà Nội rất là đẹp. Trương quyết định live stream buổi đầu tiên đến chim cây cá cho mọi người cùng xem. Và sẽ giới thiệu từng con chim một trong bộ sưu tập 76 con chim của Trương cho các bạn cùng xem hôm nay. Lát nữa Trương sẽ đi xuống các tầng cho các bạn cùng xem nhé. Đây ạ, được 500 người vào, các bạn vào rồi thì Trương bắt đầu giới thiệu cho các bạn từng loại chim một ở bên Trương nhé. Ví dụ đây là con hoàng khuyên. Con này Trương mua tại Ninh Bình được 7 năm rồi. Đây là em sẻ quạt. Đấy, con sẻ quạt là con này là mua ở tại ở trên Thái Nguyên. Vâng. Đây. Dần đấy ạ. Mỗi người cho một chia sẻ để vào để cùng xem nhé. Hôm nay Trương sẽ quay tất cả 76 con chim và mấy cái hồ cá koi cộng với các cái phòng phòng hát cũng như các cái phòng ngủ vừa rồi quay MV cho em Lê Bảo Bình ấy. Đây, con này là con Đỗ Quyên. Đấy, Đỗ Quyên. Vì từ thường ấy thì Trương hay chụp ảnh cho mọi người cứ nghĩ là chim còn hay không còn, đúng không? Nhưng hôm nay quay live stream thì chắc chắn là phải có chim. Quay live stream thì chắc chắn phải còn chim. Đây, đây tất cả những em Hoàng Quyên đấy ạ. Đây là em Nữ Hoàng. Đây ạ, đây là em Hoàng Màu. Trương mua được con em này, hoàng màu này thì mình mua được 3 tháng rồi. Cho nên là hôm nay thay lông gần xong rồi. Gần xong rồi. Rất là mong hôm nay Trương sẽ quay một bộ sưu tập 76 con này, chim này cho các bạn cùng xem. Thì mỗi người cho một chia sẻ để cùng mọi người xem chiêm ngưỡng được những con chim đắt nhất và quý nhất của Trương trong cái bộ sưu tập này. Đây là em Đỗ Quyên. Con này thì xuất xứ của nó là từ Singapore về Sài Gòn, Sài Gòn mới chuyển ra Hà Nội. Và cũng vừa thay lông gần xong đấy ạ. Mỗi sáng con này hót rất là hay. Đấy, nghe tiếng Đỗ Quyên hót rất là hay. Đấy, màu lông của nó thì có tất cả màu lông, có 7 màu lông. Những em Hoàng Quyên này thì thay lông cũng gần xong rồi. Đây, đây em sẻ quạt của Thái Nguyên. Thường thường buổi sáng ấy thì Trương cũng cuối tuần thì hay lên ngắm chim, ngắm cây một tí. Đây thì em Trào Màu này thì khá là hay. Vì em đã thi được mấy giải rồi. Hôm nay thì mấy tuần này không cho ra. Hôm nay cho ra ở ngoài thì hơi hoảng một tí. Đấy. Mỗi buổi sáng thì một ly cà phê, ngồi ngắm chim, ngắm những cái lồng đẹp. Ví dụ đây một cái lồng như sản phẩm Trương, đây là cái lồng Quần Tuyên Tụ Hội để nhốt con họa mi bạch đấy ạ, ở Singapore về đấy ạ. Đây là em hoàng khuyên của Indonesia. Các bạn thấy là con hoàng khuyên của Indo ấy thì lông ở bụng nó vàng, ánh vàng hơn là hoàng khuyên, nhưng đang thay lông thì hơi xỉu một tí. Đây, các bạn xem. Hôm nay Trương sẽ đi từ tên tầng 10 xuống nhá. Tầng 9, tầng 8, tầng 7. Rồi các bạn sẽ xem các cái tầng của Trương sẽ sinh hoạt. Ở đây đấy thì bên Trương sẽ thiết kế. Ví dụ ở trên góc này thì vẫn có cái nơi để mình rửa tay, rất là tiện để chăm sóc ngắm chim. Có gương, có cây. Đấy. Ở đây là nhìn sang sông Hồng. Các bạn xem rõ không ạ? Và đây là những cái cây ký đá xanh Nam Điền. Trương mua tại ở Nam Định về đấy. Thì phục vụ những cây này thì cái cây form cây như là cây huyền phượng vũ của Cường Bonsai đấy. Mọi người có xem rõ không ạ? Vâng. Thì mình đi từ đây xuống nhé. Xong rồi Trương sẽ cho các bạn đi xuống tầng 9, tầng 7, tầng 8, mỗi tầng xem một cái kiệt tác.
Căn nhà này thì Trương thiết kế tất cả, thì tất cả gu là của Pháp, từ châu Âu, la một tí của Tây Ban Nha, một tí Pháp, một tí Anh. Đấy. Và cái buổi sáng của Trương hàng ngày ấy, thì bao giờ dành khoảng 30 phút, có người chăm chim xong thì mình lên ngắm chim một lát. Đấy, uống một ly cà phê xong rồi xuống đi làm. Đấy là cái phòng chim. Đấy. Đây là cũng xanh Nam Điền, cây này cũng khá trâu chim khá đẹp mọi người nhé, đây. Khá là ok. Người thấy rõ hơn không ạ? Đấy. Xanh Nam Điền. Đấy. Con hoàng màu thì lông gần xong rồi, nó giống gần như màu, nó như là màu của con hoàng khuyên luôn đấy. Đấy, bé hoàng màu nó lên thay lông rất là đẹp. Đấy, giọng hót của em ấy thì nó cũng khá là hay. Đấy, mọi người nghe em hót không? Đấy. Nếu mà ai đã từng thấy hoàng màu rồi mà giờ lại chứng kiến hoàng màu lại hót nữa thì rất là ít. Đây nhá, mọi người xem em hót nhá. Đấy. Mỗi người đứng xem một cái live stream này thì cho Trương một chia sẻ để được tất cả mọi người cùng xem trực tiếp được những chú chim mà lần đầu tiên Trương live stream cho mọi người xem. Ví dụ em hoàng màu này là Trương mua 2 tháng, 3 tháng nay thì bây giờ mới lông gần xong để hót được. Thì để chờ mua, bỏ ra rất là nhiều tiền và mua con chim mất 3 tháng sau thì mọi người mới được có thể xem, các bạn có thể xem được một lần để nó hót thế này. Đúng không? Vì cũng rất là nhiều bạn yêu cầu là anh ơi để sắp xếp một hôm để live stream trực tiếp cho mọi người cả nhà cùng xem một tí. Đây, ví dụ một em hoàng khuyên này chẳng hạn. Ở bên Trương mà đến nỗi nó quen, khi mà máy quay lại tận nơi các em vẫn đứng nguyên. Đấy. Giọng hoàng màu khá hay đúng không? Quý vị xem cái giọng hoàng màu chưa ạ? Đây ạ. Còn bên này là có cái tòa tháp của EVN 42 tầng ạ. Ở bên này là Lăng Bác ạ, khu này. Đây. Ở Trương thì tuy là những cái nhà khác là nắng đúng không, nhưng nhà của mình đây thì khi nào luôn on mát, vì là có cái tòa nhà này nó che rồi, nó che mát đến 11 giờ 12 giờ. Đấy, cho nên là rất tốt nuôi chim, nuôi cây, nuôi cá rất tốt, vì chính nhà của mình là hướng đông. Nên là phía bên kia là Lăng Bác. Đây, đây là Lăng Bác bên này, khu này đây là Lăng Bác. Đấy, khu này Lăng Bác đây các bạn. Đấy. Thì nó sẽ mát đến 12 giờ. Không có nắng. Đấy, mọi người xem rõ khung cảnh đây chưa? Đây ạ. Mọi người sẽ cho một chia sẻ để mấy em chim ở trong căng quá. Mấy em chim phía trong không được mang ra, đứng trong hót. Mọi người xem ở tầng này được chưa? Mình sẽ xuống tầng dưới nhé, các tầng dưới để mình xem nhé. Ok. Trương ly cà phê rồi, mọi người xuống tham quan tầng 9. Hôm nay Trương sẽ